Bạch sư cho con hỏi, khi con hành thiền, con có suy nghĩ là tâm không có cái nghe và thấy, không biết điều đó có đúng không? Việc thực hành tứ niệm xứ thì vài hôm nữa sư sẽ hướng dẫn, chứ làm ơn đừng có suy nghĩ cái kiểu này, giống như là tâm không có cái nghe và thấy. Nếu như quý vị chịu khó học A Tỳ Đàm thì chúng ta biết là chúng ta có cái ngũ môn, có ngũ song thức, nó có tác dụng là tiếp thâu các cảnh, nó thuộc về tâm, nó phải có cái tâm khai nhãn môn thì chúng ta mới tiếp thâu cái cảnh sắc để chúng ta nhìn. Sau khi tiếp thâu quan sát đoán định rồi, sau đó là động lực. Thì tại sao mình nói là tâm không có cái nghe và cái thấy? Cái đó là do mình chưa học A Tỳ Đàm. Nhưng khi chúng ta học A Tỳ Đàm thì nó phân tích sẽ kỹ hơn cho mình. Còn việc thực hành tứ niệm xứ như thế nào thì tới buổi hướng dẫn thì sư sẽ hướng dẫn sau.